Hai quả rừng là hai quả rừng thôi. Quả này ăn chống đói. Bạn hả? Do đang làm nghe tiếng xe. Ăn. Quả này quả gì anh? Quả này quả gì ăn ngon hả chứ? Ăn được không? ăn được mà. Đẹp đẹp. Quả này ăn được mà. Nhìn nó dễ ngon nè. Ăn nó là ngọt thì chua, nó chát. Em ăn rồi. Chưa chua là ăn được, chứ là nếu mà không biết quả gì á, không sợ chết. Rồi ngọt lịnh quá thì mình không biết quả gì là như gì lắm. Ngon không? Chưa chua. Chỉ biết là quả rừng thôi. Rồi. Mình ăn hai quả rồi, mấy lát nữa sống được mới. Lấy sẵn cho nó, cái sẵn ra đi. Ông mới không có thiếu gì. Thôi. Đứng xe máy mà, thế à? Nghe gần mà. Nghe tiếng xe nó chạy ra. Nghe thấy chắc mình đi dòng trên chắc nghe thấy đúng không? Ừ. Dòng này sát lá này. Lát nữa thấy cái cảm giác nôn nao là kỳ là bắt đầu là không em cái quả này là em nhìn là cái vị của nó là biết là ăn được. Ngọt lịm là sợ.